Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Võ Đài Hà Nội, võ sĩ tung đòn hiểm vào nhau, hy vọng được bắt triều chiếu cố. Trận đấu giữa Tô Lâm và Vương Đình Huệ đã ngã ngủ, thế trận của Vương Đình Huệ bi đát, hết đường cứu chữa, thế của Tô Lâm thì như trẻ tre. Sau khi loại võ văn thưởng, Tô Lâm không cần nghỉ ngơi mà tung tiếp đòn hiểm vào Vương Đình Huệ. Không loại trừ khả năng, Tô Lâm đã lên danh sách loại sạch tứ trụ để ông một mình một ngựa tiến về đích mà không còn bị bất cứ lực cản nào. Chưa bao giờ chính trường Việt Nam loạn như bây giờ, giới chấp bù tranh quyền đoạt lợi bất chấp tất cả. Kinh tế tê liệt, dân chúng lầm than, doanh nghiệp khổng đốn, vân vân, không lãnh đạo nào thèm quan tâm đến. Cả Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đều chỉ quan tâm đến một chữ duy nhất, đó là chữ ghế. Kẻ mạnh thì chiến để cướp ghế, kẻ yếu thì chiến để giữ ghế. Ở thời điểm này, ngoài mục tiêu quyền lực, họ không còn mục tiêu nào khác, bởi một khi mất ghế thì việc kiếm tiền làm giàu bằng tham nhũng cũng kết thúc, thậm chí có thể còn phải mặc áo đồng phục Juventus. Và đây là hình triều đình như một võ đài, mới hơn nửa đường mà đã rụng hơn nữa. Bộ chính trị, trung ương đảng đều như võ đài, các phe phái đánh nhau loạn xạ, đánh đến đầu rơi máu chảy. Thậm chí đánh không thèm nhìn phe, người gần ngai vàng nhất và những mối quan hệ quanh họ sẽ bị đánh mạnh nhất. Giữa Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính thì ông Huệ được xác định là gần tổng bí thư hơn, bởi lâu nay ông Huệ được xem là người được ông tổng chọn để đào tạo và kế thừa. Đó cũng là lý do khiến Tô Lâm quyết định đánh ông Huệ trước thay vì đánh vào đối thủ truyền thống là Phạm Minh Chính. Thật là mỉa mai cho chữ độc lập mà đảng vẫn tự hào rêu rao suốt bao năm qua. Vì quyền lực, vì miếng ăn mà mỗi lãnh đạo đều tranh thủ đi triều kiến phương Bắc tìm kiếm ủng hộ. Trước khi tung ra những đòn hiểm nhằm vào các đồng chí, ông Tô Lâm cũng đi Trung Quốc triều kiến. Vương Định Huệ khi bị dồn vào đường cùng cũng đi triều kiến. Như vậy, trong đảng, dù là kẻ mạnh muốn chiếm ghế người khác hay kẻ yếu có nguy cơ bị loại bỏ cũng đều quỳ lị thiên triều. Toàn đảng chỉ biết hướng về thiên triều tìm kiếm sự cứu vớt cho số phận chính trị của mình. Một khi kẻ mạnh nhất trên võ đài chính trị mà vẫn mang tư tưởng cầu cạnh thiên triều để đảm bảo cho quyền lực chính trị của mình, thì những thế lực yếu hơn làm sao thoát khỏi vòng kim cô này. Chính vì vậy, võ đài Hà Nội trong mắt ông Tập chẳng khác nào một cái chuồng gà nhốt một đám gà chọi. Ông Tập chỉ việc ngồi bên ngoài quan sát, cái sới gà này chọn con gà chiến nhất làm tay sai. Ông Tập đã chọn cách làm đúng như vậy đối với cặp đấu Tô Lâm và Vương Đình Huệ. Dù cả hai đều đến Bắc Kinh lấy lòng ông, nhưng ông không thể hiện rõ chọn ai. Ông để mặc cho hai con gà chọi này đá nhau, gà nào thắng ông chọn con đó. Và đây là hình trên võ đài, cả kẻ thắng người bại đều cầu viện thiên triệu với tình trạng giới chức bu hỗn loạn như hiện nay người dân việt nam không thể hy vọng có một việt nam ổn định và phát triển bởi một khi triều đình chỉ lo đấu đá tranh giành quyền lực thì họ làm sao còn tâm trí và sức lực để lo cho dân cho nước hơn nữa để mưu cầu quyền lực họ không dựa vào dân mà lại tìm cách dựa vào ngoại bang nghĩa là họ không tin dân và cũng không đứng về phía lợi ích của dân nói trắng ra là họ đã làm những điều hại dân hại nước nên sợ dân biết sợ dân không tin họ và từ đó họ cũng không dám tin, không dám dựa dân. Mới đây, lãnh đạo của hai hãng công nghệ nổi tiếng của Mỹ đã sang thăm Việt Nam và được chào đón nồng hậu, nhưng họ lại chọn Indonesia làm nơi để rót tiền đầu tư. Điều này cho thấy họ không tin vào sự ổn định chính trị mà Việt Nam vẫn luôn khoe khoang. Với ngôn ngữ ngoại giao, các CEO này không nói thẳng rằng đảng Cộng sản cầm quyền của Việt Nam đang loạn, nhưng họ trả lời bằng hành động đảng Cộng sản loạn sẽ dẫn đến sự bất ổn xã hội, đến những trở ngại cho giới doanh nghiệp, ít nhất là trong các thủ tục hành chính, mà hiện nay đã thể hiện rất rõ qua tình trạng chây y của công chức. Nhà đầu tư bỏ đi, hậu quả chỉ có dân gánh, đất nước thiệt hại. Còn giới quan chức từ thấp đến cao thì vẫn tìm đủ cách để ăn ngập mặt. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Võ Đài Hà Nội, võ sĩ tung đòn hiểm vào nhau, hy vọng được bắt triều chiếu cố. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tài Giáo Lộng Hành. Ngày 25 tháng 4, trên trang Facebook cá nhân của nhà giáo, Tiến sĩ Chu Mộng Long có bài bình luận Tham nhũng và hoạt động tôn giáo bài viết bình luận về những hoạt động mê tín dị đoan mang tính tà giáo đang tràn lan khắp nơi gây tổn hại đến tinh thần và vật chất của người dân đồng thời tác giả so sánh mức độ nguy hại của tài giáo với tình trạng tham nhũng đang leo thang hiện nay và đây là hình giấy tờ trên trang cá nhân chu mộng long thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau nhiều bạn khuyên đừng nên quan tâm đến tôn giáo cụ thể là mấy anh trọc tuyên truyền về vong về cúng dường nữa nên quan tâm nhiều hơn đến chính trị, cụ thể là các vấn đề về tham nhũng. Quan điểm của họ là ai ngu, bị mê hoặc thì ráng chịu, họ không nghĩ rằng tài giáo còn hơn cả ma túy có thể thâm nhập vào gia đình, ông bà, cha mẹ, con cháu của họ bất cứ lúc nào, làm cho cả nhà họ sống trong sợ hãi và tán gia bại sản. Với tôi, vấn đề nào cũng nhức nhối cần lên tiếng ngăn chặn. Không lên tiếng ngăn chặn, mức độ tàn phá của các vấn đề này càng leo thang bởi đó là tội ác, mà tội ác như quả bóng tuyết càng lăn càng to. Đối với tham nhũng, càng ngày càng lộ ra mức độ leo thang với số tiền có thể lót đường từ Nam Chí Bắc. Còn tôn giáo, cụ thể là các hoạt động đồng bóng dân gian và tà giáo đã lan tràn đến mức cả đất nước chìm ngập trong lửa khói của cõi âm, từ nỗi sợ hãi dẫn đến tiền vàng, nhà đất của những người dân yếu đuối có nguy cơ gom hết về đền, chùa như một hoạt động gom hội công khai. Và đây là hình những tà tu nổi tiếng của Việt Nam, những kẻ đang gieo rắc tà giáo khắp nơi. Có thể phòng chống tham nhũng chưa đạt được như mong muốn, nhưng dẫu sao vẫn đang được nhà nước giải quyết bằng những vụ khởi tố ra tòa. Trong khi tà giáo thì lại được tự do hoành hành, nó tự do đến mức chỉ cần một cá nhân cạo trọc đầu là có thể ngang nhiên tuyên truyền mê tín dị đoan, công khai những thủ đoạn lừa đảo mà hàng triệu người là nạn nhân. Vì các tăng lữ dùng ma đe dọa dân gieo rác sự sợ hãi trong dân để thu gom tiền, vàng, nhà đất và hứa hẹn kiếp sau cho dân làm mai giàu sang, phú quý là lừa đảo trắng trợn không thể biện minh. Tham nhũng gây tổn hại vật chất, vật chất có thể thu hồi hoặc làm lại từ đầu, nhưng lợi dụng tự do tín ngưỡng để lừa đảo cả một đám đông không chỉ gây tổn hại về vật chất mà còn gây ra bấn loạn, ngu muội về tinh thần. Mức độ tàn hại của tà giáo là vô lượng, tự nó lũng đoạn tư tưởng chính trị, nghiền nát văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học chân chính. Sự tàn hại này để lại hậu quả đến hàng trăm năm sau cũng không khôi phục được. Và đây là hình lãnh đạo tối cao của đảng, là người phải chịu trách nhiệm về tình trạng để cho tài giáo lộng hành. Trong các bệnh lý, các triệu chứng về tinh thần là không thể điều trị được, thậm chí còn lây lan, nhát ma, dọa quỷ, gieo rắc sự sợ hãi cho vài người, có thể kéo theo nhiều người sợ hãi như một hiệu ứng tâm lý của bày đàn từ con người lý trí đến mất lý trí như động vật bị xỏ mũi. Tôi từng nói các hoạt động tà giáo giống như trò thôi miên tiêu cực, loại thôi miên dẫn dắt người yếu bóng vía vào sai lạc, hoang tưởng. Không thể trách đám con nhan bị thôi miên, họ là nạn nhân. Dễ hình dung cuộc đời của hàng triệu tín đồ này, từng bị nạn, họ không biết bấu víu vào đâu, đành bấu víu vào tà giáo để nuôi dưỡng một thứ dục vọng có tính chất hoang đường, mơ giàu sang, phú quý sau khi chết và khi rơi vào cái bẫy của lời hứa về nhân quả hoang đường, họ bị đám tăng lữ nhồi sọ, ám thị về ma quỷ và bị ma quỷ dẫn dắt vào con đường tâm tối mà không biết mình đang làm nô lệ cho ma quỷ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tà giáo lộng hành. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thầy Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới